Tin Giáo Phận Thái Bình Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Thái Bình năm 2018 Chiều mùng 1 tháng 6 vừa qua Tại Tòa Giám mục Thái Bình Đã diễn ra Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể Về Đất Hứa lần thứ tư Năm 2018 với chủ đề Thánh Thể Nguồn Sống Đỉnh cao của các hoạt động là thánh lễ tạ ơn kính mình và máu thánh Chúa Kitô do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Giáo phận Thái Bình chủ sự. Ngỏ lời với gần 5000 em thiếu nhi và lễ sinh tham dự thánh lễ, Đức cha Phêrô đã xúc động vì sự hiện diện của các em tại ngôi nhà chung tòa giám mục. Đức cha mời gọi các em thiếu nhi cùng hiệp dâng thánh lễ để dâng lời tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho mọi người, cách riêng cho gia đình, cho ông bà, cha mẹ, anh chị em của các em. Trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô cũng đã mời gọi các đoàn sinh chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp để đón tiếp Chúa Giêsu vào lòng. Cách xứng hợp nhất đó chính là xa lánh mọi tội lỗi. Đây là điều mà Thánh Đa Minh Savio ý thức và thực hành để được Chúa yêu mến. Đức cha đã cầu chúc cho các em thiếu nhi được yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn và mong các em mỗi ngày được trở nên giống Chúa hơn. Trước khi thánh lễ kết thúc, cha tổng tuyên úy liên đoàn thiếu nhi giáo phận Thái Bình Du Xe Nguyễn Duy Khang đã thay mặt cho các đoàn sinh bày tỏ tâm tình, tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn. Đại hội thiếu nhi thánh thể giáo phận Thái Bình khép lại sau phép lành thánh thể và nghi thức hạ cờ đại hội. Các em thiếu nhi đã